Tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem tới vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ là người có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Những người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất cứ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Lộc Tài sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Ở chương trình này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết vận trình tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch. Đặc biệt là trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Và ngay bây giờ, kính mời anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên là tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 năm 2021 âm lịch, tức là từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho tới ngày 12 tháng 3 năm 2021 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành hòa cục. Xung thân, hình tị, hại tị, phá hợi, tuyệt dậu. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh những ngày sau đây. Đầu tiên là ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 17 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bình Thân. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 18 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 1 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công may mắn, kích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Nếu mang theo vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch ngày 9 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch ngày 21 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 4 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc có liên quan tới xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cũng cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Dần Dương Mộc là thất sát, cho nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình hơn.
Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch ngày 6 tháng 1 năm 2021, tức là ngày 17 tháng 2 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Bình Thân. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp gia chủ hóa giải thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, người tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài Thái Tuế hộ thân để nghênh Thái Tuế. Sử dụng kim bài Thái Tuế để hóa giải thị phi, còn sử dụng Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn. Thứ ba là sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần. Với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thì sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thành thời hoặc làm ít dần, hoặc là đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng bạn đang đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, bạn nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Bởi những gia chủ tuổi Nhâm Dần đã bước sang tuổi 59, nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với bạn. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan công quyền sẽ lập được công lao, thăng tiến và được khen thưởng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ tư là tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với tuổi Nhâm Dần. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Dần nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Nhâm Dần phải đối mặt. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết được ngày mai sẽ có thể có biến cố gì đến với mình. Tháng này, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận dần ngọ tuất để hóa giải xui xẻo, thị phi bùa vây và giúp cho con đường công danh sự nghiệp tài lộc được hành thông thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Nhâm Dần. Thứ năm là tình cảm và gia đạo của tuổi Nhâm Dần. Theo tử vi năm 2021, tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm của người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Nhâm Dần dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Nếu là tuổi Nhâm Dần nam mệnh thì bạn hãy dùng tiếng nói người làm chủ gia đình đứng ra để đưa ra quyết mâu thuẫn. Còn nếu là tuổi Nhâm Dần nữ mạng, là người vợ trong gia đình, bạn cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí và giúp cho con đường tình duyên của bạn mệnh được hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần hãy nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận dần ngọ tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Thứ sáu là sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Nhâm Dần. Đánh giá ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Tuy nhiên cũng một phần do bạn chủ quan, không quan tâm tới sức khỏe,
hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài vận động, thể dục thể thao theo độ tuổi của mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của phong thủy Lộc Tài đã được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quỷ nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Cảm ơn quý anh chị trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng phong thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ và tên, cộng ngày tháng năm sinh và số điện thoại. Hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.